đường đi tới núi Bà Đen sắp tới nơi rồi nha. Trên đỉnh núi có rất là nhiều mây, rất là đẹp luôn. Không, mọi người có thấy mây không? Mọi người nha, hôm nay mình đi hồ núi đá ở Tây Ninh nha. Mình đã tới nơi rồi, bây giờ mình sẽ quay hồ cho mọi người xem nha. Đây, cái view của mình rất là đẹp. Thấy không, mọi người thấy không, cảnh rất là đẹp.
Nhiều người tới đây câu cá luôn kìa. Đây là quang cảnh xung quanh hồ núi đá nha. Đây mặt hồ núi đá. Cái cảnh này đẹp. Đẹp giống như là tuyệt tình cốc ở Tây Ninh vậy đó. Ở đây thiên nhiên đẹp quá mọi người ơi, trời ơi. Cái sống mà không ngon nghĩ gì về thiên nhiên, nó cứ là lại đây mà ở thôi. Nhiều người người ta đi câu cá kìa. Ờ thấy không? Anh đi câu cá kìa. Quay lén anh đi câu cá. Mình nhìn rõ thấy bầu trời ở dưới nước luôn. Đây là điểm tọa độ. Chị kia mình không biết chị gì nữa.